Vâng, xin chào bác cho anh em. Chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay test một combo cho bác khách đây. Hôm trước bác đã lấy một em BWK60 rồi. Thì đây hôm em quay test cùng với em BWK60 luôn. Nhưng hôm nay thì bác sẽ lấy thêm một combo một em vang. Em vang Gutin GMS 1000 Blaster này. Mẫu vang đời cao của Gutin luôn. Vang cơ lai số thôi, nhưng mà chỉnh thì cực kỳ chi tiết, chỉnh như vang số luôn. Rất nhiều chế độ cài đặt sẵn hoặc anh em có thể tùy chỉnh riêng biệt từng phần luôn các bác. Mic đây, bấm cho bác xem thử. Chỉnh cực kỳ chi tiết luôn. Hay phần tương tự như thế, các phần nhạc hay phần effect cũng vậy quá. Và ở phía trên thì là một em mic không dây. Mic không dây rất quen thuộc quá anh em rồi, mic bãi Bayer 780 tay da cá. Giá rất hợp lý cho bác anh em. Và đây là combo vàng mic mà nó test cho bác luôn. Bây giờ em sẽ test thử tiếng nhạc nhá. Test thử tiếng nhạc và test thử tiếng mic cho anh em nghe thử luôn. Và chắc chắn là trong cái combo này anh em sẽ quan tâm nhất xem là về cái chất lượng âm thanh, về tiếng mic và effect nó có được mượt mà không, chống hú tốt không, thì em test thử luôn cho bác anh em nhé. Với dòng Bayer 780 thì cực kỳ lịnh giọng rồi, kết hợp cùng với một em vang đời cao, phần effect tạo hiệu ứng tiếng mic cực kỳ mượt mà như Gutin GMS 1000 Blaster thì chắc chắn luôn. Đây, em test thử luôn cho anh em luôn, nghe rất êm ái nhé. Và chúng ta có thể thay đổi qua rất nhiều các chế độ khác nhau. Tất nhiên thì anh em mà muốn để mà thay đổi này, thì, phần notch chế độ smart room này, ví dụ như ở trong em test luôn cho bác anh em luôn. Về cái chế độ khác nhau, nó có rất nhiều chế độ để anh em có thể cài đặt sẵn chẳng hạn. Đây, ví dụ như chế độ phòng họp, smart room, limit hay chế độ này để anh em có thể tùy chỉnh và cài đặt. Và hơn nữa thì với em Gutin GMS 1000 Blaster này, các bác anh em có thể nắp vào dàn nó kéo cho đi thuê được nhá. Vì em có Bluetooth các bạn. Bluetooth bắt rất xa nhá, cực kỳ xa luôn. Đây em đang bắt Bluetooth trực tiếp ở điện thoại để test nhạc cho bác nha. Đấy. Anh em có thể sử dụng loa kẹo kéo thì cho thuê cực kỳ thoải mái luôn. Và giá của cả combo này em sẽ để dưới phần tiêu đề cho anh em có thể theo dõi luôn. Giá cực kỳ êm ái cho anh em luôn nhá. Và anh em đang có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho bên em nhé. Anh em có nhu cầu về bộ dàn âm thanh karaoke nào đó, hoặc các bác anh em có nhu cầu thu cũ đổi mới nâng cấp lên, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn cho bác anh em. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ channel này phía bên dưới.